cỡ đã bị bốc dây kẹt luôn. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Chanel Funny Gai Mình TV của mình nha. Thì sáng giờ các bạn thi sao rồi? Các bạn thi có được hay là không? Các bạn nào mà thi được bị thi điểm tốt rồi mình chúc mừng nha. Các bạn nào mà chắc chắn rồi các bạn thi được rồi mình chúc mừng. Còn các bạn nào mà thi không được thì mình xin chia buồn. Không có gì các bạn ơi, tìm được năm sau thi lại chiên đâu cắn tích tập đập lại chạy rất là bình thường luôn. Còn giờ dẹp cái chuyện nó qua bên đi các bạn. Nó bây giờ sẽ tập trung trận đấu nè. Nó mình ăn xong cái con bùa xanh này là mình sẽ qua bên kia mình cúp cái bùa của người ta. Đánh là phải lụm bùa của người ta chơi nó mới dễ nha các bạn. Để xem là nó có ăn hay chưa các bạn. Nó chưa ăn thì mình lụm luôn, mà nó mà ăn rồi thì mình không có gì mình ăn luôn các bạn. Đập phần này nè, chơi mày nè, thun chắc mày nè, quất vô con mặt mày nè, chặt mày nè, chơi mày nè, lụm mày nè, lụm mày luôn. Ơi bình tĩnh bay. Bạt ơi, bình tĩnh giúp em bạt ơi. Ê mà bạt ăn giùm em đi. Em giơ em kì hết cho nè, bây giờ nè ăn nè. Mày ăn giùm luôn, ăn giùm một cái luôn, chạy luôn các bạn ơi. Ơi kêu đây bo mẹ rồi. Ê, trời ơi. Hên quá các bạn, Triệu Vân nó chưa có level 4 các bạn. Nó level 4 một cái là mình xác định là giờ là đang nằm kế bụi cỏ các bạn, xanh cỏ rồi. Bây giờ chơi nè, quất mày nè, hụt luôn, đập mày luôn, sập cỏ hết luôn. Gãy cỏ hết luôn mà không chết thằng nào hết luôn. Chơi luôn nè, tạc tán mày luôn, rồi quất luôn. Để tao mày ơi, để tao xin một màn quất mày luôn, chơi mày luôn, kê hết luôn. Trời ơi, mấy ông nội ơi, kê hết lía luôn, kê hết miết luôn các bạn. Thôi không sao các bạn ơi, đồng đội mình ăn mà có chuyện gì đâu cắn. Thì bây giờ là mình sẽ làm cái gì tiếp theo nè các bạn. Ăn con rồng luôn cho mình nha. Bây giờ lụm cục áo đi xong ăn con rồng luôn. Đấy thì các bạn, cái meta hiện tại nè thì các bạn đừng có bỏ con rồng nha. Các bạn hãy cố gắng ăn con rồng thật là sớm. Nói chung là có các bạn cứ ăn, có các bạn cứ ăn. Thì cái gọi là cái xác thức mà các bạn mà gọi là nói chung là tỷ lệ win á thì nó sẽ nhiều hơn. Đấy, cho nên là hãy lụm con rồng này nếu có thể luôn nha, chứ đừng có bỏ mặt đó nha các bạn. Bây giờ tụi nó không ăn rồng luôn, chỉ có mình ăn. Các bạn thấy cuộc sống rất cơ cực luôn các bạn ơi, quất luôn không xém tí là con rồng nó dặm cho hai ba nhát nó là lên bản rồi các bạn. Nó ham đánh nhau làm chi, là bây giờ chỉ có mình ăn con rồng thôi đó. Bây giờ thì các bạn sẽ làm những gì tiếp theo nào đó, đặc biệt có nhiều bạn là đánh bây giờ là chả biết, khi mà đến như vậy các bạn chả biết các bạn phải làm gì hết. Nếu mà các bạn muốn biết các bạn làm gì không, các bạn đánh các bạn phải để ý. Các bạn phải để ý là hồi nãy là gừng bên kia nó làm cái gì và nó ăn cái gì đó. Thì cho nên là bây giờ nè, đó bây giờ nè mình ăn xong bùa xanh này là mình sẽ ăn bùa đỏ, mà quan trọng là bùa đỏ của thằng nào. Nếu mà các bạn đến với channel của mình là các bạn đều biết rồi, bùa đỏ của người ta chứ không làm gì đi ăn bùa đỏ của mình. Các bạn có dễ gì ăn bùa đỏ của mình, quá xinh bùa của người ta. Các bạn xin như vậy thì bên kia rừng bên kia nó mới thọt các bạn ơi, mới dễ chơi hơn nó. Bây giờ nè quất nè, chơi mày nè, thun chán mày nè, quất ngựa mày lại vô quất bùa các bạn. Thì xin con bùa, xong con bùa này các bạn sẽ làm cái gì đó, các bạn đập hết đầu trong nhà luôn cho mình. Mà bây giờ không đập các bạn hết chạy về lẹ để không nó cướp cái bùa đỏ ở nhà mình sao. Nhưng mà đó tại vì sao nè, mình nói các bạn rất là nhiều rồi. Cái nếu mà có điều kiện, có đủ thời gian thì các bạn lụm lía trong nhà nó hết. Tôi nói ăn cắp trộm xong vô là đập đồ, đập đầu máy tivi, máy tủ giặt nó các bạn ơi, các bạn đập hết cho mình, đừng có cho nó ăn. Nó phải chẳng hạn giờ nào mày ăn con dê mày tao một cái, mày ăn giùm cái rồi ăn luôn rồi các bạn ơi. Kêu nó ăn giùm cái nó ăn thiệt luôn. Trời ơi, quất luôn, chơi luôn nè, thu chém luôn, đập luôn nè, quất luôn, chơi luôn, quất lại chạy luôn, chuyện gì đâu cần. Tích là đập, tích là quất lại giọt, chuyện đâu khó khăn các bạn, giọt không được xác định lên bảng, cái chuyện rất là đơn giản luôn các bạn. Trời ơi, vợ mình lụm tích bao kêu luôn. Vợ mình đang tập chơi Ari đó các bạn, mình đang chỉ á. Lúc trước chơi Ari mắc cười lắm. Lúc đầu chơi Ari á, mình kể câu chuyện cho các bạn, tao nói cười, tao nói tét nách luôn, cười mà gụng rớm luôn, mình bảo đảm các bạn luôn. Giờ còn giờ nói sao đi, con giờ lụm cái trụ đó nè. Ơi trời ơi, từ từ đó vô trụ luôn em, quất luôn cái trụ nè, chơi cái trụ luôn. Chơi cái trụ xong là lên lụm cái bùa xanh nhỏ luôn nè các bạn, lụm luôn á, nó chưa ăn bùa xanh các bạn hả. Tập tập cái trụ nè, nó bây giờ nè chuẩn bị nè, núp bụi long trưởng chuẩn bị vô lụm cái bùa của con nhỏ các bạn nè. Chơi nè, quất nè, xuống chặt chơi mày nè, quất mày nè, nào tính tiêu đấy, in tiêu giùm cái luôn, quất luôn đã chơi luôn, tan luôn, quất mày luôn, xuống xác mày luôn, phơi luôn các bạn ơi. Lụm cái bùa, lụm thêm cái mạng nó tê bà cố luôn. Hết thì thằng gần bên kia không biết là phát hay là thiệt không biết các bạn, nhưng mà điều đó không quan trọng các bạn, không quan trọng phát hay là không phát gì kệ đi các bạn, không quan tâm á. Gì cho dung á, là bây giờ tại sao mình nói vậy, mình nói vậy là để là các bạn chơi á, khi mà các bạn gặp một cái người nào đó nổi tiếng hoặc là các bạn người nào đó mà các bạn biết ở là bậc top hết đấu hay gì đó, thì các bạn không có bị gọi là đánh cái tâm lý các bạn. Các bạn sẽ gọi là bị nhùng cái tâm lý, các bạn chơi không có được. Ê, chẳng hạn như là các bạn thấy chẳng hạn như các bạn chơi đi, các bạn vô các bạn thấy cái tên của mình nè, Modern Beer này nè, mình không biết đọc tiếng Anh, đọc không kỹ, các bạn không có gọi là không có chuẩn ấy. Cho nên các bạn thấy cái tên, chẳng hạn như các bạn thấy cái tên in game này của mình nè, các bạn vô các bạn thấy mà mình bích na code, các bạn nói, ôi cái thằng Vinny kìa sao không chơi, ôi cái thằng Vinny kìa. Các bạn mà nghĩ vậy sao các bạn đánh, các bạn mà nghĩ vậy nha là các bạn không bao giờ các bạn dám găng mình đâu. Các bạn gặp mình các bạn toàn né, các bạn chỉ chạy thôi. Mà chính vì cái điều đó là làm các bạn sẽ bị thua.
các bạn bị nhùng tâm lý, các bạn không dám găng người ta, các bạn gặp các bạn nhát, không sao quýnh lại, sao quýnh lại, không có được. Các bạn mà suy nghĩ vậy là các bạn chơi không có được. Đừng bao giờ bị gọi là đánh lừa cái tâm lý, đánh gọi là cái tâm lý của bạn bị nhùng xuống, không có. Cái gì mày thích cái gì tao đập mày luôn, có chơi vậy đó. Các bạn phải có một cái suy nghĩ vậy đó. Mày funny hả, tao đập mày luôn, đập chơi mày luôn nè, mày cướp nè nói các bạn cứ nghĩ vậy, tao đập mày luôn, đập được lên bảng. Cái chuyện rất là đơn giản, các bạn nghĩ vậy các bạn mới chơi game nó dễ nha, chứ đừng có nghĩ đâu gọi là sâu xa quá. Các bạn nghĩ người ta vậy chính được, không có nghĩ vậy, các bạn nghĩ vậy chứ không có được đâu. Đó, bây giờ là mình lụm cái bùa xanh luôn nè các bạn. Thấy cái bùa xanh này lại thuộc về mình, nó rất là phê luôn các bạn ơi. Nó lụm cái bùa xanh xong sẽ làm cái gì nữa đây? Nói là ơi quất luôn, chơi luôn, chung chung rồi, rồi chạy đi em ơi, chạy đấy, đừng có quất. Trời ơi, giọt đi mà. Rồi xong rồi lên bảng rồi các bạn ơi. Trời ơi sung quá em ơi, không có được cái gì hết, được cái hổ báo y chang anh mà có điều tổ lái cái tay này chưa có được các bạn ơi. Nên là thôi xác định là lên bảng đi đó, anh sẽ cứu em sao, anh sẽ trả thù cho em sao nè. Tụi bay nhớ các bạn mặt tụi bay đi nha, tụi bay nhớ các bạn mặt tụi bay đi nè, tụi đập mày nè, chơi mày nè, không chơi các bạn, chơi chết sao, từ từ bình tĩnh ra đây, hãy bình tĩnh đây á, bình tĩnh, cái gì cũng phải bình tĩnh. Nó bây giờ nè, quýnh chi hôm qua đép cái bùa đi, chúng mày mất cái bùa nữa nè, nè chơi cái bùa luôn, quýnh ngựa lại quýnh bùa các bạn. Nó xác định chơi quái, chơi bùa trời xàm gì, xàm nách gì vậy cha, xàm quá luôn ấy. Xác định chơi ngựa lại vô chơi quái các bạn ấy, đập cái quái luôn, nó đập mấy con này đi các bạn ấy, đánh ngựa lại vô đập bùa đập quái đồ cướp bóc đồ chơi cho nó vui các bạn. Nó thì bây giờ là tại vì mình chưa có đủ đồ đó các bạn ấy, cho nên là mình hơi nhát tay xíu, farm xíu đi. Nó rồi làm vô mình lụm lế luôn, vô mình tán lế hết luôn á. Thì cái build đồ này á, cái build đồ ngày hôm nay á là mình sẽ không có lên xiên giáp các bạn. Đấy, mình toàn là lên gọi là công với tốc đánh hút máu thôi. Đấy thì cái build đồ của nó như thế nào thì xem hết clip biết nha các bạn. Mình để cái random đồ ở trong cái cờ nhiếp, thì các bạn nào muốn biết cái build đồ trong cái trận đấu này như thế nào thì các bạn xem hết clip của mình thì các bạn mới biết nha. Bên kia là Triệu Vân là căng thế các bạn ấy. Có gì đâu mà căng, mượn bùa sáng xíu thôi mà, cái chuyện gì đâu mà khó khăn. Cái bùa thì cũng là của nhau thôi, đồng bào của nhau mà, thấy các bạn sang sẻ xiên gọi là sang sẻ nhau, lụm nhau cái bùa ăn thôi, chứ có gì đâu mà gọi là căng thế. Rồi bây giờ vô xin cái bùa xanh luôn nè các bạn, không còn ai chống rồi các bạn ơi. Quật luôn, không có ngán nha, con nào các bạn chơi luôn nè, thu cát luôn, con nhiều khô máu luôn chơi luôn nè, lụm mấy lục thu cát luôn là tán luôn, quất luôn chơi lục thu cát luôn, quất mày luôn chơi luôn nè, cho khô máu luôn. Anh ơi bình tĩnh lên đây anh ơi, trời ơi còn sống luôn à, trời ơi không thể tin được các bạn. Pha tao nói tưởng nó là ngàn cân che sợi tóc, tưởng nó lên bảng nằm sala chống các bạn, anh ơi vẫn còn sống các bạn, quá hên là chạy kịp các bạn, không là xanh cỏ chống ơi. Thì bây giờ đi chơi một vòng các bạn, đi chơi một vòng đi rồi sau đó là quay lại cướp bùa xanh của người ta tiếp các bạn. Còn bây giờ bùa xanh nó chưa ra đâu, bây giờ farm bình thường đi, bùa đỏ nè, sau bây giờ farm bùa đỏ xong đừng có qua bùa đỏ của người ta nha các bạn. Bây giờ mà các bạn qua bùa đỏ là các bạn xác định các bạn lên bảng liền luôn, tại vì tem của người ta nguyên một đống các bạn đó các bạn, không có cướp đâu. Thì trừ khi nào mà các bạn thấy mà gọi là, nói chung là cái nào mà cảm thấy mà gọi là chắc chắn á. Thế nhưng pha nãy mình thấy là pha đó là mình thấy không chắc chắn rồi, cho nên là mình không qua cướp các bạn ấy. Bảo toàn tính mạng, bảo toàn tỷ số đi các bạn ấy, nãy giờ chưa phết mà bây giờ phết thì phết là hơi mệt á. Bây giờ mà cái tầm này phết bị ship down một cái người ta sẽ được rất là nhiều tiền luôn. Thế cho nên là bảo toàn tỷ số đi các bạn ơi. Đó bây giờ là nè, rồi cái kiểu này là cái thằng Wonder Woman nó sẽ xác định là nó đi quả tiễn về nè các bạn. Mày khỏi tóc biến luôn, ủa mày khỏi biến về luôn, tao cho thôi mày đi quả tiễn về luôn, chơi mày luôn nè, lụm luôn nè, này cái gì quất mày luôn, thuốc gác mày luôn. Rồi xong rồi, xong rồi cái này đi quả tiễn về cho nó lẹ các bạn ơi, đi vậy cho nó lẹ, biến chi cho nó mệt không. Mày định phá lén nè, lâm le phá lén nè các bạn. Thì bây giờ là cái bùa xanh bên kia chuẩn bị ra nha. Đó từ từ các bạn, từ từ mình qua mình cướp sao. Bây giờ bình tĩnh nè, bây giờ mấy đứa bình tĩnh nè, bình tĩnh nè, anh vô lụm bùa nè, tán nhẹ vô đầu con cái đi các bạn, vô lụm bùa sao. Bây giờ là cái bùa tiếp tục lại thuộc về cái thằng Naka Rock các bạn. Ok, để ăn đám quái này xong là mình sẽ ăn kinh công luôn các bạn ơi, kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt, không có để cho nó lay được các bạn. Đặc biệt nha, bên kia có con Alice, thêm con Violet, thêm con Triệu Vân nữa, mà đặc biệt Triệu Vân mà nó lay một cái thì các bạn hiểu sức mạnh của con Triệu Vân khi nó lay là như thế nào đúng không. Thế cho nên là đừng có nhây dễ bị thua ngược lắm các bạn. Cái gì chứ mà nhây với lại con Alice, với con Alice với lại Triệu Vân là các bạn sai lầm liền. Cái tem bên kia mà nói chung á, với cái đội hình này thì là nếu mà về lay game á thì là mình gọi là mình thấy là cái tem bên kia sẽ rất là mạnh hơn cái tem của mình. Tem mình lay không có bằng đâu các bạn hết. Bây giờ ăn kinh công xong rồi là sẽ cố gắng kết thúc cái trận đấu luôn, không có nhây nữa các bạn, chơi luôn. Rồi chạy vô trụ rồi các bạn ơi, nó chạy vô rồi, từ từ thôi các bạn, bình tĩnh, cái chuyện gì nó cũng còn có đó, bình tĩnh mấy chế ơi, bình tĩnh đi, mới có 10 phút rồi các bạn. Tại vì mình muốn gọi là chắc kèo nên mình ăn kinh công rồi các bạn. Nói bây giờ nè, chơi nè, quất mày nè, thuốc chát mày nè, các bạn. Cái gì chứ mà khắc chế Triệu Vân rất là dễ luôn, không có gì khó khăn nè, chơi mày nè, quất mày luôn, double kill luôn, không được các bạn, giết được có một mạng à.
mà bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà gọi là khắc chế Triệu Vân nha. Rất là dễ luôn, không có gì mà khó khăn luôn, rất là dễ. Nếu các bạn đánh Nagot nha, nếu là các bạn đang đánh Nagot, các bạn cứ dụ cho nó lên tiêu đi. Hồi nãy giờ mình dụ rất là nhiều pha luôn, các bạn có thể tua lại những cái đoạn mà đó, các bạn nào mà thấy rồi các bạn có thể tua lại, các bạn nhìn lại để các bạn học hỏi nha. Là khi thằng Triệu Vân nó lên tiêu cho các bạn, cho nó lên tiêu luôn, nó lên tiêu một cái các bạn nhảy ra cho mình, nhảy thật xa nó ra nha, nhảy nó ra xa 16m50 ấy, các bạn canh đúng 2.5 giây, 3 giây sau các bạn bay vô các bạn đập nó, nó đập không lại các bạn đâu. Lý do tại sao khi mà nó in tiêu các bạn, nó quýnh các bạn mới thấm. Còn bây giờ nè, chơi mày nè lụm mày nè, chứ không ấy trời ơi, bỏ đi anh ơi, bình tĩnh anh ơi, cái gì mà khó khăn thế, em xin có cái trụ thôi mà anh, khó khăn quá anh ơi, em giờ em xin cái bùa anh lại nè. Đó thì khi mà nó in tiêu các bạn á, các bạn nhảy ra xa cho mình, nhảy ra một cái, có thể là nhảy hai cái luôn, càng xa nó càng tốt. Các bạn canh đúng 3 giây sau, 2.5 hoặc 3 giây sau, các bạn bay vô các bạn đập nó thì nó quýnh các bạn không có thấm. Còn nếu mà nó in tiêu các bạn nha, mà các bạn lại đứng các bạn xuống sát nó luôn, là các bạn xác định các bạn xanh cỏ luôn, thì khi như vậy nó quýnh, nó dồn đam rất là kinh nha. Cứ cho nó in tiêu, nó in tiêu xong các bạn nhảy xa nó ra nằm, mày cái gì mày, cái gì quất luộc, chơi luôn chơi không được, bỏ luôn, thôi bỏ đi các bạn ơi, bỏ đi mấy chế ơi, giọt đấy, về em ơi, súng quá, từ từ đi, cái chuyện gì đâu mà khó khăn, căng thẳng thế, từ từ nó. Bây giờ phá được 2 trụ rồi các bạn, phá được 1 trụ nữa là coi như là chuẩn bị mua diều lên thả luôn, tân sân nhật luôn các bạn, chuẩn bị là mua diều lên thả nè. Nhưng mà phá được cái trụ nữa thì sẽ là cái nguy cơ thắng mình sẽ cao hơn các bạn. Còn bây giờ chưa phá được 3 trụ, các bạn mới phá được có 2 trụ à, còn 1 đường nữa, phá 1 đường nữa là mới dễ thắng các bạn. Bên kia nó đẹp kinh lắm các bạn thấy không, đẹp rất là kinh luôn. Cái gì chơi mày luôn, đập sợ lắm cơ, trời mày thích gì, tao mua rồng mua rắn mua lửa cho mày coi luôn nè, chơi mày luôn, đập sợ quá cơ, quất mày luôn, chập hết, chơi mày luôn, sợ mày lắm cơ, chơi mày luôn nè, sợ mày quá cơ, sợ mày lên bảng đó, sợ mày lên bảng đó, quất mày luôn không lụm được luôn. Rồi vợ hôm nay cười ít lía luôn trời, không chửi được các bạn, vợ mày sao chửi được, kê hết nay cũng mấy mạng rồi đó các bạn, nhìn mặt nó cũng bay ghét luôn. Kết nữa là đừng nói tại sao xui nha, kết nữa là anh phá game luôn á, anh AFK cho em quýnh luôn á, kết vừa phải thôi nè, quất chơi mày luôn, chơi mày luôn nè, lụm mày luôn, trời ơi giọt luôn các bạn ơi, mình cũng bật xì bo lên mình giọt luôn, chứ đứng đây nó quýnh nó mớ nhìn không ra luôn các bạn ơi. Mà thì cái build đồ mình này á thì mình thấy nó cũng khá là ok các bạn ấy, nó không có về xiên giáp, nó thiên về gọi là một xíu tốc độ đánh và hút máu, và đặc biệt nó có một điều đặc biệt đó là đánh ăn phần trăm máu các bạn. Chơi luôn nè, trời ơi cái anh tiêu kìa quất nó luôn, chơi luôn nè xuống xét luôn rồi bỏ các bạn ơi, trời ơi anh tiêu luôn quất luôn, sợ lắm cơ, giọt luôn các bạn, đập lời chài chuyện đâu mà căng. Mà bây giờ cái mục tiêu cuối cùng của mình đó là phá cái trụ đó xong là mới khỏe được các bạn, chứ bây giờ mà chưa phá cái trụ đó được thì cái nguy cơ mình thua bị lật kèo nó rất là dễ luôn, tại vì cái team bên kia nó thiên về gọi là combat tổng các bạn, chứ còn combat lẻ là nó quýnh nó mới lại, cái combat tổng nó quýnh nó về nó. Bây giờ cái team nó trộn rất là mạnh luôn, nó bây giờ chơi nè, bay tách cái gì tẻ nó hình nó ra các bạn, nó tẻ ra vậy mới dễ chơi nè. Bây giờ là chơi nè, quất nè, anh tiêu đây trời, không anh tiêu nữa các bạn, quất cái trụ luôn. Rồi bây giờ phá hết 3 đường lính, hiện tại đang làm cái sân bay tân sân nhật, ai mua diều lên thả không, bắt AD các bạn, cành bắt AD nè, chơi nè trời hụt rồi các bạn, trời ơi nhảy hụt, xem tí xanh cỏ rồi bác ơi, thấy giọt các bạn ơi. Đó, xác định nha, các bạn mà bắt AD mà các bạn bắt không được thì các bạn xác định các bạn lên bạn, rồi nó bắn lía luôn các bạn ơi, giọt ra bảo toàn tính mạng 3-0 các bạn ấy, mình chưa chết bạn nào à, không thể để sit down được các bạn ấy, sit down là nói chung là rồi, bây giờ là cũng gọi là 90% thắng rồi các bạn, 90% thắng rồi, nhưng mà để chết mạng thì nó xấu cái trận đấu các bạn ấy, giữ gìn lại một mạng, có thể là cái cờ nhiếp của mình có lẽ sẽ kết thúc tại đây. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha vì đã xem clip của mình. Nếu các bạn thấy cái clip của mình hay và ý nghĩa, các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và các bạn để lại một like và một comment ở phía dưới để kênh của mình được nhanh phát triển nha. Đó thì các bạn mà khi mà các bạn để lại một like và một comment, tốt nhất hơn nữa một cái chia sẻ thì sẽ rất là tốt luôn ấy, thì các bạn để lại một like và một comment trong clip của mình thì cái kênh của mình nó sẽ được đề xuất rất là nhanh luôn. Chẳng hạn như một cái clip mình up lên mà các bạn comment và các bạn like nhiều vào ấy là mình sẽ được đề xuất ở trên kênh của Liên Quân. Các bạn chỉ cần gõ Liên Quân một cái là lòi cái bản mặt của thằng Vinny ra liền, giống như anh Mobile Việt vậy các bạn ấy. Mobile Việt là idol của mình đó các bạn ấy, mình xưa mình cũng xem clip của anh Mobile không chứ đâu. Nói sao đi các bạn, cái đó nói sao đi, còn bây giờ mày ăn cái gì? Mày tính vô đây mày ăn bùa xanh hả? Ăn giùm tao một cái luôn, ăn nè, lên bảng nè chứ ăn. Quất luôn, chơi mày luôn, thuông giác mày luôn, quất mày luôn, chơi mày luôn nè, quất luôn. Bây giờ cái tầm này là không có chạy nữa các bạn. Quất thích là trời ơi, chạy luôn các bạn ơi. Mới gì nói xong các bạn, nó đập lía luôn các bạn. Mình tỉnh thôi anh ơi, mới gì nói không chạy thôi, anh đập lía luôn, em phải chạy rồi. Thôi bây giờ là chắc mình phải bán cái...
mình lên cái giáp hồi sinh để bảo toàn tính mạng luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ bán nè, mua cái giáp hồi sinh cho nó ban thẳng vô trụ đập luôn cho tắn luôn cái quái lên đi các bạn. Cái quái đường giữa mà các bạn phá hết ba đường thì nó sẽ rất là mạnh nha. Nói chung là nó mạnh lắm, nó trâu lắm các bạn ơi. Các bạn nào mà chơi được cái tới cái đoạn giai đoạn gọi là phá banh ba nhà của người ta rồi, cái đường mid của mình sẽ rất là mạnh luôn. Nó vô xong luôn các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha, vì nãy giờ các bạn đã xem clip của mình. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy để lại một like và một comment để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ bye bye và hẹn gặp lại. Và chúc các bạn mà chuẩn bị thi, các bạn hãy thi được tốt nha, và đạt điểm thật là cao. Bây giờ bye bye.